Chỉ còn gần một tuần nữa là cả nước sẽ bước sang năm mới Tân Sửu và Phật giáo ở nhiều địa phương đang liên tục có những hoạt động thiện nguyện để giúp những người khó khăn được một cái Tết an vui, đủ đầy nhất. Sáng qua ngày 5 tháng 2, Chư Tôn Đức Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp đã trao 700 phần quà cho các hộ khó khăn, hộ nghèo của thành phố Sa Đéc và huyện Châu Thành. Mỗi phần quà gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt. Bên cạnh đó, Phật giáo Đồng Tháp cũng gửi tặng 100 phần quà đến cán bộ biên phòng làm nhiệm vụ chốt chặn biên giới của tỉnh phòng chống COVID-19. Được biết, tổng trị giá cho chương trình thiện nguyện lên tới 240 triệu đồng. Còn ở huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Cần Thơ, từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 1, tỉnh Sáng Ngọc Liên đã mở siêu thị Hạnh Phúc Không Đồng để phục vụ người dân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết. Tại đây, bà con sẽ được phát phiếu mua sắm 30 mặt hàng như dầu ăn, đường, bột ngọt, gạo, mì và sách vở. Trước đó, vào năm 2020, tỉnh Xá cũng đã thực hiện chương trình siêu thị không đồng cho người dân nhân mùa Vu Lan rằm tháng 7. Cũng để giúp người dân có được một cái Tết đủ đầy, sáng qua ngày 5 tháng 2, tại huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, Chùa An Lạc đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức hội chợ không đồng cho bà con sắm Tết. Tại đây, 150 hộ gia đình đã nhận phiếu để chọn lựa 20 mặt hàng gồm lương thực, thực phẩm. Đây là hành động thiết thực của Chư Tôn Đức nhằm giúp bà con có được một cái Tết đủ đầy hơn.